Điện máy Yên Phát xin chào anh chị. Nếu như em nói một tháng dùng tủ chống ẩm chỉ tiêu tốn có hơn 10.000 tiền điện thôi mà có thể bảo quản từ 2 đến 3 chiếc máy ảnh có giá lên tới vài chục triệu đồng thì anh chị có tin không ạ? Nếu như anh chị không tin thì hãy theo dõi ngay video sau đây, em sẽ chứng minh cho anh chị thấy. Thường thì cá nhân anh em thợ ảnh hay là hộ gia đình sẽ lựa chọn một chiếc tủ chống ẩm có dung tích khoảng 40 đến 60 lít như thế này là phù hợp với số lượng thiết bị cần bảo quản. Như anh chị đã biết thì để tủ chống ẩm hoạt động hiệu quả, chúng ta buộc phải cắm điện 24/24. Nghe thì có vẻ như rất là tốn điện đây, thế nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn nha. Tủ cắm 24/24 nhưng lại có cơ chế hoạt động là hút ẩm tự động và tiết kiệm điện năng rất tốt. Hút ẩm và đưa không gian bên trong tủ về mức độ ẩm mà người dùng cài đặt. Sau khi đạt đến mức đó thì tủ sẽ ngưng hút ẩm và trở lại trạng thái duy trì độ ẩm ở mức nhất định, chỉ tiếp tục chạy lại khi mà độ ẩm mất cân bằng. Cho nên tủ không hoàn toàn hoạt động hết công suất cả ngày như nhiều người vẫn lầm tưởng đó ạ. Thứ hai, những chiếc tủ chống ẩm như thế này thì thường là có công suất không quá lớn. Riêng em 40 lít này là 8W. Theo tính toán thì tủ sẽ tiêu tốn khoảng 0,008kW điện cho 1 giờ. Vậy thì mình sẽ mất 0,2kW cho một ngày hoạt động liên tục. Tổng một tháng tủ sẽ tiêu tốn khoảng 6 số điện mà thôi. Với mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện nay là 1.678 đồng thì 6 số điện của chiếc tủ 40 lít này sẽ mất 10.068 đồng tiền điện. Cộng thêm thuế VAT tiền điện cho tủ nữa thì tổng cộng tiền điện mình phải trả để chạy tủ trong vòng 1 tháng là 11.074 đồng. Vậy thì dùng tủ lớn hơn có tiêu tốn điện năng hơn hay không? Tất nhiên rồi, tủ lớn thì sẽ có công suất lớn thì khả năng tiêu thụ điện cũng sẽ lớn. Tuy nhiên anh chị hoàn toàn yên tâm là con số tiêu tốn tiền điện một tháng cũng sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Với các mẫu tủ có kích thước và công suất khác nhau thì mức tiêu tốn tiền điện cũng chỉ rơi vào khoảng vài chục ngàn đồng mà thôi. Chi tiết em để trên màn hình nha. Tuy nhiên những con số này chỉ mang tính chất tương đối, trên thực tế sẽ có sự chênh lệch và đặc biệt nếu như anh chị sử dụng tủ đúng cách thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều điện năng. Chính vì vậy mà chi phí tiền điện mỗi tháng cũng sẽ được giảm đi. Tổng kết lại thì thay vì để những chiếc máy ảnh, ống kính, máy quay đứng trước nguy cơ có thể mốc và hỏng bất cứ lúc nào thì việc đầu tư một chiếc tủ chống ẩm có giá từ 2 đến 3 triệu đồng cộng với khoảng hơn 10.000 tiền điện mỗi tháng thôi thì những thiết bị có giá trị của chúng ta có thể được bảo quản một cách an toàn. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây của Điện máy Yên Phát sẽ giúp anh chị không còn lăn tăn về vấn đề tiền điện tiêu tốn mỗi tháng của một chiếc tủ chống ẩm nữa và có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng chúng nha. Nếu anh chị cảm thấy video này thực sự hữu ích thì hãy ủng hộ Điện máy Yên Phát bằng một like và một subscribe nhé. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.